chúng ta giáo sư Nguyễn Sĩ Phẩm, Đặng Ngọc Thanh, nhà khoa học đã có mặt và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng phát triển ngành khoa học công nghiệp của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam nói riêng và có nhiều đóng góp cho ngành khoa học công nghệ Việt nước ta nói chung. Giáo sư đã chủ nhiệm 5 chương trình khoa học công nghệ Việt quốc gia trong suốt 25 năm, tổ chức 4 kỳ hội nghị khoa học công nghệ Việt toàn quốc và đến kỳ hội nghị khoa học công nghệ Việt toàn quốc lần thứ 5 lần này, giáo sư vẫn tiếp tục có những đóng góp rất quan trọng cho thành công. Xin được chúc giáo sư có nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn cho khoa học công nghệ nước ta nói chung và cho khoa học công nghệ Việt nói riêng.